Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì nhiều người dân tỏ ra lo lắng và tìm mua các bộ test nhanh về tự thực hiện. Trao đổi bên lề cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 vào sáng nay 18 tháng 7, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cố vấn ở Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, khuyên cáo người dân không nên tự mua và thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 bởi có thể để lại hậu quả khó lường. Theo ông Phu, thiết bị xét nghiệm nhanh COVID-19 là loại sinh phẩm liên quan sức khỏe nên phải được Bộ Y tế thẩm định cho phép lưu hành sử dụng tại Việt Nam. Bộ Y tế quy định các cơ sở y tế là nơi thực hiện các xét nghiệm nhanh này. Người dân không nên mua và tự thực hiện xét nghiệm nhanh vì có thể mua phải test trôi nổi, không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, các xét nghiệm nhanh có giá trị sử dụng chính xác với các trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19 như ho, sốt hoặc sau khi nhiễm từ 2 đến 7 ngày. Còn với những trường hợp nhiễm sau 7 ngày, nồng độ virus ít đi, độ chính xác của xét nghiệm nhanh không cao, khó phát hiện ra người dương tính với SARS-CoV-2.